Ronaldo nhận thẻ đỏ trong ngày Al Nassr bị loại khỏi siêu cúp chính là cập nhật gây bão làng Túc Cầu. Bên cạnh đó, chiêu độc của Real Madrid trước Man City hay cách Mbappe thi đấu khi gặp Barcelona cũng sẽ có mặt trong clip dưới đây. Không để các bạn đợi lâu nữa, chúng ta hãy đến với bản tin ngày hôm nay. Ronaldo nhận thẻ đỏ trong ngày Al Nassr bị loại khỏi siêu cúp. Chẳng những thất thế tại Saudi Pro League mà Al Nassr còn bị Al Hilal đá bay khỏi siêu cúp trước ngưỡng cửa trận chung kết. Được biết, Ronaldo cùng với các đồng đội để đội bạn lấn lướt và bị dẫn trước 2 bàn sau 72 phút bóng lăn. Mọi chuyện sau đó tiếp diễn theo cách không thể tệ hơn với CR7 khi ngôi sao người Bồ Đào Nha nhận thẻ đỏ và rời sân ở phút 86. Thậm chí truyền thông còn ghi nhận cảnh cựu sao Manchester United giơ tay định tẩn luôn trọng tài trong cơn nóng giận. Việc này khiến Ronaldo đang trở thành tâm điểm chỉ trích của truyền thông và khả năng cao phải nhận án phạt nặng từ Liên đoàn bóng đá Ả Rập Xê Út. Quay lại với cuộc đại chiến thì Al Nassr dù rất nỗ lực nhưng cũng chỉ có một bàn danh dự trong thế thiếu người nên đành chấp nhận chia tay siêu cúp với thất bại Sanud 1-2. Nhiều ngôi sao vắng mặt ở đại chiến Real Madrid-Manchester City. Được đánh giá là cuộc đấu hay nhất vòng tứ kết Champions League, nhưng cả Real Madrid và Manchester City đều không thể tung ra sân đội hình mạnh nhất. Bên phía kền kền trắng, chấn thương của Thibaut Courtois và David Alaba buộc huấn luyện viên Carlo Ancelotti phải có những tính toán mới nơi hàng thủ. Bên kia chiến tuyến, Kyle Walker cùng với Nathan Ake sẽ không bay sang Tây Ban Nha cùng toàn đội, mà ở lại Anh để dưỡng thương với hy vọng kịp bình phục cho trận lượt về. Real Madrid tung chiêu độc ở đại chiến Manchester City. Nhằm tạo ra sức ép khổng lồ lên Man City ở đại chiến đêm nay thì Real Madrid vừa nghĩ ra một phương án độc đáo. Theo đó, kền kền trắng đã xin phép UEFA việc được đóng mái che của sân vận động Bernabeu nhằm tăng tiếng ồn trên sân nhà của mình. Nếu đề xuất trên được thông qua, chắc chắn bầu không khí cuồng nhiệt sẽ xuất hiện và lợi thế đương nhiên thuộc về đội bóng xứ đấu bỏ. Dường như Los Blancos đang làm mọi cách để đòi lại món nợ đã vay nhà đương kim vô địch Champions League một năm trước. Kylian Mbappe chơi trung phong trước Barcelona. Trong phần lớn trận cầu mùa này thì Kylian Mbappe ra sân ở vị trí tiền đạo cánh cho Paris Saint-Germain. Thế nhưng trong đại chiến với Barca thì huấn luyện viên Luis Enrique muốn điều chỉnh lại vai trò của thủ quân tuyển Pháp. Theo đó, ngôi sao Le Bleu khả năng chơi như một trung phong và đá gần hơn với khung thành đội bạn. Cập nhật trên với mục đích giúp Kylian Mbappe có thêm khả năng ghi bàn trước Barca để mang về kết quả có lợi cho đội bóng chủ quản. Cựu huấn luyện viên Chelsea từ chối Ajax vì Manchester United. Cựu huấn luyện viên Chelsea Graham Potter vừa được Ajax tiếp cận và mời về dẫn dắt từ mùa giải năm sau. Thế nhưng ông thầy người Anh đã nhanh chóng từ chối do đang nhắm đến một đội bóng danh tiếng hơn. Cụ thể, Potter muốn đến Manchester United để kế nhiệm Erik Ten Hag khi cựu thuyền trưởng Brighton được Ineos đánh giá cao. Thế nhưng ông thầy cũ của Chelsea sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Anh là Gareth Southgate để ngồi vào chiếc ghế nóng tại nhà hát của những giấc mơ. Manchester City trói chân Rodri bằng lương khủng. Để tránh sự dòm ngó của các câu lạc bộ khác thì Man City muốn sớm gia hạn với Rodri. Để tăng thêm sức mạnh của lời đề nghị kể trên thì đội chủ sân Etihad sẵn sàng tăng đáng kể mức lương cho ngôi sao xứ đấu bỏ. Cụ thể, mức đãi ngộ 180.000 bảng mỗi tuần sẽ chuyển thành 300.000 bảng và con số trên đủ để biến Rodri thành một trong những cá nhân kiếm nhiều tiền nhất đại diện Premier League. Tất nhiên, đó là mức đánh giá hoàn toàn xứng đáng khi ngôi sao xứ đấu bỏ vẫn đang duy trì chất lượng chơi bóng ở mức rất cao. Everton lại bị trừ điểm. Dù đã chơi đầy nỗ lực trong mùa này, nhưng Everton liên tục bị thử thách từ ban tổ chức Premier League. Nguyên nhân là bởi The Toffees đến hiện nay vẫn đang vi phạm quy tắc bền vững và lợi nhuận của Premier League. Do đó, đại diện thành phố cảng vừa bị trừ thêm 2 điểm nữa và đã ở rất gần nhóm cầm đèn đỏ. Quả thực là thiếu may mắn khi khả năng Everton rớt hạng đã ở ngay trước mặt. Liverpool khó giữ Cao Im-hin Kelleher. Trong thời gian Alisson Becker chấn thương thì Cao Im-hin Kelleher nhận trách nhiệm bắt chính tại Liverpool và tạo ra ấn tượng tốt. Việc này giúp học trò của Jurgen Klopp nhận nhiều sự quan tâm từ các đội bóng tên tuổi. Thực tại trên khiến Liverpool lo lắng do họ không thể đảm bảo suất bắt chính cho Kelleher khi mà Alisson Becker trở lại. Vì thế thủ môn này hoàn toàn có thể tìm đến một bến đỗ mới để được thi đấu nhiều hơn. Mikel Arteta hỏi cách Xabi Alonso đánh bại Bayern Munich. Là hai người bạn thân thiết nên Mikel Arteta cùng với Xabi Alonso thường xuyên có những cuộc trao đổi về chuyên môn. Vì thế giới truyền thông đã đặt giả thiết huấn luyện viên Arsenal đã hỏi thuyền trưởng Bayer Leverkusen cách để đánh bại Bayern Munich ở tứ kết Champions League.
Ở chiều ngược lại, ông thầy người Tây Ban Nha không khẳng định cũng chẳng phủ nhận mà từ chối đưa ra câu trả lời. Tất nhiên, Arteta có quyền làm mọi cách để đưa Arsenal vào bán kết Champions League sau thời gian dài chờ đợi. Gabriel Jesus bị các vết đau hành hạ. Không ít ý kiến cho rằng Gabriel Jesus không đủ xuất sắc để đảm nhận vai trò tiền đạo tại một đội đang đua vô địch Premier League như là Arsenal. Bản thân ngôi sao người Brazil không đáp trả trực tiếp mà chọn cách tiết lộ tình trạng của mình. Theo đó, Jesus tiết lộ khó nhớ nổi trận cuối cùng anh ra sân mà không bị đau là lúc nào. Rõ ràng các chấn thương đã ảnh hưởng rất nhiều đến phong độ của trụ cột pháo thủ và đây là thực tại khó thay đổi trong tương lai gần. Timo Werner muốn ở lại Tottenham. Càng về cuối mùa giải thì Timo Werner càng nỗ lực để được Tottenham Hotspur tiến hành mua đứt. Ngoài những màn thể hiện trên sân cỏ, chân sút người Đức còn công khai sự gắn bó với gà trống qua phát biểu. Tôi rất thích chơi bóng với các đồng đội tại Tottenham. Bên cạnh đó, tôi cũng ấn tượng với phong cách thi đấu cũng như sân vận động của đội. Không có lời thả thính nào lộ liễu hơn vậy và đại diện thành London hiện đang cân nhắc về việc có bỏ ra 17 triệu để mua đứt Timo Werner hay không. Rudiger háo hức đối đầu Erling Haaland. Khác với nhiều đồng nghiệp thì Antonio Rudiger không hề ngại phải đối đầu với Erling Haaland. Do vậy, trước khi cùng với Real Madrid đụng độ Man City thì ngôi sao người Đức đã mạnh mồm tuyên bố: "Tôi thực sự mong chờ trận đấu với Haaland vì đó là những thứ mà bạn luôn mơ ước. Được có mặt trong trận đấu này thật không thể tin được. Man City có nhiều cầu thủ xuất sắc, không chỉ Haaland, rõ ràng anh ấy là một tiền đạo giỏi." Xavi muốn đá đôi công với Paris Saint-Germain. Thêm một thông tin liên quan đến đại chiến Paris Saint-Germain và Barca, thì huấn luyện viên Xavi đang tính đến chuyện đá đôi công với đại diện nước Pháp. Đây là lựa chọn đầy thú vị khi ông lớn xứ Catalan phải đá sân khách trong trận lượt đi. Tất nhiên, với những chân sút mà hai bên sở hữu, thì người hâm mộ hoàn toàn có thể chờ đợi vào thế trận cởi mở với nhiều bàn thắng. Trên đây là những tin tức nóng hổi nhất của thế giới bóng đá trong 24 giờ qua. Mùa giải đã bước vào giai đoạn kịch tính nhất và chắc chắn các thông tin bất ngờ sẽ xuất hiện liên tục. Do vậy, đừng quên trở lại đây vào ngày mai để biết được những cập nhật tiếp theo về thế giới bóng đá. Còn bây giờ thì xin chào và chúc mọi người có ngày mới thật hứng khởi và nhiều niềm vui. Hãy nhớ bấm like, subscribe kênh và click vào thông báo để theo dõi các video mới nhất của bên mình nhé.